Chào cả nhà, hôm nay mình vào bếp và chia sẻ đến cả nhà cái món mực tươi xào với măng khô ăn rất là ngon luôn. Sự kết hợp giữa mực tươi và măng khô tạo nên một món ăn vô cùng là hoàn hảo. Nếu các bạn yêu thích món ăn này thì hãy cùng bắt tay vào bếp và thực hiện với mình ngày hôm nay nha. Và đây là những nguyên liệu mình đã chuẩn bị sẵn. Ở đây có một con mực nang, một con này là khoảng 3 lạng nha cả nhà. À, bên đây là măng khô, măng này mình đã ngâm với nước lọc qua một đêm. Sau đó mình cũng đã luộc rất là kỹ rồi. Các bạn nhìn những cái miếng măng của mình, nó đã nở ra khi mà mình xào lên, ăn cực kỳ giòn luôn. Một ít hành và gừng mình đã đập dập băm nhỏ, và hành lá thì mình cắt khúc. Đầu tiên thì mình sẽ thái mực và măng thành những cái miếng nhỏ vừa ăn. Cái phần thân mực thì mình sẽ dùng dao mình cứa những cái đường xéo như vậy nha các bạn, để khi mà mực mình xào lên mực của mình nó dễ thấm gia vị hơn. Măng khô thì mình sẽ cắt thành những cái sợi dài và nhỏ như vậy. Tiếp theo thì mình sẽ cho toàn bộ cái phần mực vừa đã cắt vào cái tô và mình đi ướp mực. Mình cho vào đây một ít hành tím và gừng mình đã băm nhỏ vào. Mình nêm vào đây một chút xíu hạt nêm và một ít bột ngọt. Sau đó mình đảo đều lên và mình để mực thấm gia vị tầm khoảng 15 phút. Mực của mình đã thấm gia vị rồi, bây giờ thì mình sẽ tiến hành mình xào. Đầu tiên thì mình sẽ phi thơm cái phần hành băm còn lại lên. Sau khi hành đã thơm rồi thì mình sẽ cho mực vào, mình xào đến khi mà mực chín hoàn toàn. Mực của mình đã chín rồi, bây giờ mình sẽ cho toàn bộ cái phần măng vào, mình đảo đều lên. Cái phần măng của mình đã được ngâm và luộc rất là kỹ rồi, nên là bây giờ mình chỉ cần xào nó, cho măng của mình nó nóng lên là được rồi nha các bạn. Và cái thời gian xào măng tầm khoảng 5 phút, lúc này thì mình có thể nêm nếm lại gia vị cho nó vừa với khẩu vị của nhà mình. Và cuối cùng thì mình sẽ cho hết cái phần gừng và hành vào, mình đảo đều và mình tắt bếp. Như vậy là mình đã hoàn thành xong cái món mực tươi xào với măng khô rồi. Mình có trang trí thêm lên trên một vài cái sợi ớt để cho cái đĩa mực xào măng của mình nó hấp dẫn hơn rất là nhiều. Và bây giờ mình sẽ quay gần cái đĩa mực cho các bạn xem. Những cái miếng mực của mình ăn rất là ngọt, thấm gia vị đậm đà, kết hợp cùng với măng khô, ăn rất là giòn và ngon. Sự kết hợp giữa mực tươi và măng khô tạo ra một món ăn vô cùng là hoàn hảo. Các bạn hãy làm để cho gia đình của mình cùng thưởng thức nhé. Video của mình đến đây là hết rồi. Chúc các bạn thành công và ngon miệng với cái món mực tươi xào với măng khô này. Khi xem video, các bạn đừng quên nhấn vào nút like, đăng ký và chuông thông báo để đón chờ những video tiếp theo từ Vợ Thần Đậu Food nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.